Hai xin mến chào tất cả các bạn đến với kênh là Linh Sam Mini TNCT. Thì hôm nay là ngày 22 tháng 11 các bạn. Thì hôm nay mình lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng các bạn, đó là một cái lô Linh Sam ha. Thì trước khi vào clip thì mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ vườn mình trong thời gian qua rất là nhiều. Thì như trên màn hình các bạn đang thấy, đây là những cây Linh Sam 86 mà bên vườn mình cắt tỉa cục. Thì mục đích để làm bonsai mini, siêu mini với các bạn. Cây hiện tại đang rất là ok nha, rất là xanh tươi. Đó. Thì các bạn về các bạn lọc chi đồ ra bớt ha, thì các bạn chừa ưng chi nào thì chừa lại chi đó. Hoặc là các bạn mua về các bạn ghép tiêu cảnh cũng rất là ok nha. Hàng này bên vườn mình là làm hàng mini mà. Cắt khá là cục, chiều cao tầm khoảng chừng 12, 13, 15 cm một cây đó các bạn. Thì cái dạng Linh Sam 86 loại nhỏ này bên vườn mình đang bán là 25.000 một cây nha. Nếu như các bạn muốn loại to hơn một tí thì các bạn tham khảo cái dòng sát một bên này. Bên đây là loại 25.000, còn ở bên đây là loại 35.000. Thì loại 25 thì cây nó khá là nhỏ nha, còn loại 35 thì nó to hơn một tí và cây phát triển chi tàn nó to hơn, mình vô chậu cũng to hơn. Thì thân của nó thì cỡ có tay út các bạn, và chiều cao tầm khoảng chừng 35-40 cm ha. Đó. Những cây Linh Sam 86 này bên vườn mình hiện tại đang bán là 35.000 một chậu. Các bạn xem và tham khảo ưng ý thì cứ liên hệ cho mình ha. 35.000 một chậu Linh Sam 86 nha các bạn. Cây đang phát triển rất là tươi, rất là đẹp. Ngoài Linh Sam 86 ra thì mình còn Linh Sam Hồng Phấn. Đây, đây là hoa của nó ha. Này là Linh Sam Hồng Phấn nha. Bông của nó là màu hồng phấn vậy đó. Thì hiện tại là những cây Linh Sam Hồng Phấn bên vườn mình á, chiết nhánh và thuần chậu rồi. Cây đang phát triển rất là tươi, rất là đẹp. Bên vườn mình đang bán là 40.000 một chậu. 40.000 một chậu Linh Sam Hồng Phấn nha. Còn đây là Linh Sam hoa trắng. Linh Sam hoa trắng thì bên vườn mình cắt cục lại để các bạn về làm mấy cây bonsai mini á. Thì hiện tại loại hoa trắng này bên vườn mình cũng bán là 40.000 một cây luôn. Cây thì thân của nó cỡ ngón tay út nha các bạn. Còn nếu như các bạn có muốn chơi Linh Sam tím than thì các bạn tham khảo dòng này ha. Tím than đó thì mình xin nhắc trước là cây chiết nhánh nó rất là khó các bạn. Chiết nhánh nó lâu hơn những cái loại khác. Với lại nói chung là chiếc nhánh nó khó thôi chứ không có cái gì đặc biệt hết. Bông mà bông là bông tím than. Và cây thì mình xin nói trước nó rất rất là nhỏ. Và giá hiện tại là nó cũng khá là mắc ha. Cây trúc ni như thế này các bạn đang thấy là 60.000 một cây. Thì nếu như các bạn mua những cây nhỏ như thế này, nó có ưu điểm một cái là chi tàn nó còn rất là nhỏ, nó rất là dẻo. Các bạn có thể là quấn rất là nhiều kiểu và rất là nhiều dáng khác nhau ha. Đó, Linh Sam tím than 60.000 một cây nha các bạn. Rồi, thì các bạn có nhu cầu mua mấy cây 86 thì liên hệ mình ha, hoặc là các loại Linh Sam khác. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ. Thì mình xin kết thúc video và tạm dừng tại đây nha.